Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2017, Chúa Nhật thứ 30 thường niên, năm A. Trích sách xuất hành. Đây Chúa phán: Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều, vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai Cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến ta, và chính ta đã nghe tiếng họ kêu vang. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải góa bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi. Nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn, vì nó chỉ có một áo ấy che thân và không còn chiếc nào khác mặc để ngủ. Nếu kẻ ấy kêu vang đến ta, ta sẽ nhậm lời nó, vì ta là đấng thương xót. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là đa tàng chiên lùi cứu tinh. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn đồng chỗ con nương mình, là khiên thôn, là uy quyền cứu đồ, là sư khô phụ con xương ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Chúa. Chúa hằng sống, chúc tùng đa tạng của con. Tán tùng Thiên Chúa là đấng cứu độ con. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thân, đã tỏ lòng từ bi với đấng được sức dầu của Ngài. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Chúa. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đầu gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em, và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân với lòng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macedonia và Achaia. Vì từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macedonia và Achaia mà còn trong mọi nơi. Lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa làm sao, để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi con của người từ trời mà đến, đấng mà người đã làm cho từ cõi chết sống lại, là Đức Giêsu. Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sa-đốc câm miệng,
thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật, giới răng nào trọng nhất? Chúa Giê-xu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răng thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răng thứ hai cũng giống giới răng ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răng đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Bài của Linh Mục Anton Nguyễn Văn Độ. Lại một bẫy khác do con người đặt ra để thử lòng Thiên Chúa. Thay vì một nhóm người như trước, họ chọn ra một đại diện cho cả nhóm. Vì muốn thử thách Chúa, họ chọn một vị thông luật. Đã là thông luật nên chắc ông này phải thuộc nằm lòng 613 điều luật ghi trong sách Luật Do Thái. Trong đó 365 điều luật cấm và 248 điều luật truyền làm. Chưa kể các điều luật phụ nữa. Ông cũng biết các điều trên được chia thành hai vế trọng luật và khinh luật. Phạm khinh luật thì chịu phạt đền tội, như phạm trọng luật như giết người, thờ tà thần, gian dâm thì bị tử hình. Vì là viên thông luật, hiển nhiên ông biết rõ mỗi nhóm thích giữ một điều luật và cho rằng điều ấy đối với họ là quan trọng hơn cả. Có thể Chúa Giê-xu đưa ra điều này trọng đối với nhóm này nhưng lại thường đối với nhóm kia. Đó là lý do ông đặt ra câu hỏi với Chúa Giê-xu, hòng nắm chắc phần thắng về mình. Thưa Thầy, trong lề luật, điều răn nào trọng nhất? Hai điều răn. Thật không dễ để trả lời. Nếu Chúa trả lời điều luật này trọng, điều luật kia không trọng, thì thế nào người cũng bị quy lỗi là về phe nhóm này chống nhóm kia, và như vậy người sẽ mắc bẫy của họ. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa thấu hiểu lòng người, nhưng Chúa vẫn trả lời. Chúng ta cũng cảm ơn vị thông luật này đã hỏi thử Chúa, để chúng ta có được chỉ dẫn rõ ràng, xác thực về thứ tự các giới răn. Chúa Giê-xu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Mát-thêu chương 22 câu 37. Câu luật này trích trong sách Đệ Nhị Luật 6.5. Có đổi một chút, thay vì hết sức thì Chúa nói là hết trí khôn. Song cốt yếu không có gì đổi. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Mát-thêu chương 22 câu 39. Luật này trích ở sách Lê-vi chương 19 câu 18 có khác ở chỗ: Thay vì yêu kẻ khác thì yêu đồng loại, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ba đối tượng yêu thương. Chúa Giê-xu kết luận: Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Mát-thêu chương 22 câu 38. Điều răn thì có: Thứ nhất mến Chúa, thứ hai yêu người, nhưng gồm ba đối tượng yêu thương: Thiên Chúa, kẻ khác và bản thân. Đối tượng thứ nhất là Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Mát-thêu chương 22 câu 37-38. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta nhiều điều, bởi yêu mến là chu toàn cả lề luật. Nhưng tình yêu có hai vế: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương kẻ khác. Khi dạy chúng ta yêu mến Thiên Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Còn yêu thương kẻ khác, Chúa Giê-xu không bảo ta phải yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, nhưng
yêu kẻ khác như chính mình. Tại sao vậy? Vì Thiên Chúa là dũng lực, là đá tảng, chiến lũy, cứu tinh, là sơn động, là khiên thuận, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù chúng ta. Thánh Vịnh chương 17 câu 23. Nên chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa không những hết mà còn trên hết mọi sự, hơn cả chính mình. Vì theo lời Chúa Giêsu thì đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Matthew chương 22 câu 38. Đối tượng thứ hai là kẻ khác. Chúa phán, giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Matthew chương 22 câu 39. Theo quan niệm của người Do Thái lúc bấy giờ thì tha nhân là những người đồng chủng, đồng hương, đồng xứ. Còn kẻ khác được hiểu là hết mọi người. Khi Chúa Giêsu bảo người thông luật hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi, người có ý dạy phải yêu thương mọi người chứ không giới hạn trong những người đồng hương với nhau. Matthew chương 25 câu 40. Không những thế mà còn phải yêu thương cả địch thù nữa. Matthew chương 5 câu 43. Và yêu như thế nào? Yêu như chính mình ngươi. Chúa có truyền dạy chúng ta yêu chính mình không? Thưa, Thiên Chúa xét thấy không cần buộc con người phải yêu chính mình, vì không ai ghét mình bao giờ. Nhưng cũng có nhiều người tự đánh mất mình khi yêu mến sự ác. Chúa dạy chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Người truyền cho chúng ta giới luật phải yêu chính mình. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng muốn yêu mình. Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta là kẻ có tình yêu. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dành cho chúng ta một tình yêu khác với chúng ta nghĩ. Tình yêu ấy nuôi dưỡng và củng cố các mối quan hệ của tình yêu chúng ta dành cho bản thân và kẻ khác. Trong thực tế, chúng ta phải yêu bản thân mình trong tình yêu Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và chúng ta có thể bước vào trong tình yêu. Vậy, hãy yêu mến Thiên Chúa hết mình, thì trong Thiên Chúa chúng ta sẽ tìm được chính mình và tránh được nguy cơ tự đánh mất mình. Nên, theo nguyên tắc, ta yêu kẻ khác như chính mình, yêu Thiên Chúa hết mình và yêu chính mình. Yêu kẻ khác như chính mình. Khi truyền dạy, ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình, Chúa Giêsu như muốn đặt một tấm gương để tự chúng ta soi mình có yêu kẻ khác hay không. Chúa Giêsu xem tình yêu kẻ khác như mệnh lệnh của người. Mệnh lệnh tóm tắt toàn thể lề luật. Đây là mệnh lệnh của Thầy, là anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em. Gioan chương 15 câu 12. Nhiều người có khi đồng hóa toàn thể Kitô giáo với luật yêu người. Chúng ta cố gắng đi xa hơn một chút bề mặt của sự việc. Khi nói về tình yêu kẻ khác, người ta nghĩ ngay tới những việc làm như bác ái hay phải làm cho kẻ khác, như cho họ ăn, uống, thăm viếng họ. Nói tóm tắt là giúp đỡ kẻ khác. Nhưng đó là hậu quả của tình yêu, chứ chưa phải là tình yêu. Lòng từ tâm tới trước sự làm phúc. Trước khi làm phúc, người ta phải muốn làm phúc. Thánh Phaolô nói rõ, đức bác ái phải là không giả vờ, tức là phải chân thật, nghĩa đen, không giả hình. Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 12 câu 9. Người ta phải yêu với một con tim trong sạch. Trên thực tế, người ta có thể làm việc bác ái và bố thí vì nhiều lý do không dính dấp gì với tình yêu. Tô điểm chính mình để ra vẻ là một người làm điều thiện, được lên thiên đàng, và có khi để trấn an một lương tâm xấu. Như chính mình, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh người được yêu đồng hóa với người yêu. Vì vậy, phải yêu thương kẻ khác bằng chính tình yêu đối với bản thân. Nhưng tiên vàng phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Amen. Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ.